đây là trên Mazda 3 của mình nhé. Thì loa này sẽ có thể phù hợp với cả máy tính này, điện thoại, laptop này. Thì loa sẽ sử dụng kết nối Bluetooth. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái dây 3.5 để một cái sạc nữa. Thì bạn có thể sử dụng dây cũng được mà Bluetooth cũng được. Thì các bạn nhấn nút M này sẽ để chuyển giữa hai chức năng dây và Bluetooth nhé. Thì loa này sẽ có kích thước khoảng 80cm này. Ngang tay của mình là khoảng 20. Là 78cm. Thì loa này nhá, sẽ có mỗi bên này sẽ có 3 loa con này. Mỗi bên này sẽ có 3 loa con cho nên nó có thể nghe nhạc 8D nhé. Mình sẽ thử bài nhạc 8D các bạn nghe.